6 điều dù bị hỏi nhiều cỡ nào cũng đừng dại tiết lộ. Đặc biệt, điều cuối cùng càng nên lưu ý. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một xã hội của sự sẻ chia. Thế nhưng, có những sự sẻ chia sẽ chỉ đem tới cho bạn rắc rối mà thôi. Có người nói rằng, trong đời, có những người bạn để ta sẻ chia mọi vui buồn, đắng cay trong cuộc sống là một niềm hạnh phúc lớn lao. Điều đó đúng, nhưng đôi khi, chia sẻ không đúng người và không đúng thời điểm có thể sẽ khiến bạn mất nhiều hơn là được. Chính vì thế, cẩn trọng trong lời nói không bao giờ là thừa. Và các chuyên gia cũng đã tổng kết, đúc rút ra có 6 điều. Dù bạn bị hỏi nhiều tới cỡ nào, dù người hỏi là người vô cùng thân thiết với bạn, thì bạn cũng không nên nói ra thì sẽ tốt hơn. 1. Thu nhập của bạn. Đây dường như là một quy luật bất thành văn trốn công sở. Không tiết lộ mức thu nhập hoặc mức lương của bạn, đặc biệt là với đồng nghiệp, để tránh gây ra những sự so sánh ghen tị và sau đó là những rắc rối liên quan tới công việc của bạn. Thực tế, có rất nhiều người sơ ý để lộ ra mức lương của mình cho người khác biết và cuối cùng đã bị sếp gọi lên khiển trách vì người sếp này đã bị một nhân viên khác phàn nàn, thắc mắc rằng tại sao cùng một công việc mà anh A lại cao hơn tôi, vân vân, khiến cho vị sếp vô cùng khó chịu. Tóm lại, đã là những người đi làm và trưởng thành, thì bạn nên coi công sở là một môi trường để trau dồi kỹ năng làm việc và thăng tiến. Đừng nghĩ nó là nơi để mà chia sẻ chuyện chị em, rồi biến nó thành địa điểm tập trung các loại drama lúc nào không hay. Chỉ có thiệt thân mà thôi. 2. Điểm yếu của bạn. Nhà báo nổi tiếng người Mỹ Bob Edwards có nói một câu rất hay thế này: đừng bao giờ cường điệu những khuyết điểm của mình, vì bạn bè sẽ làm điều đó cho bạn. Trong cuộc sống, nếu bạn may mắn gặp được những người bạn tốt, thì chắc chắn bạn cũng sẽ đối mặt với không ít những người bề ngoài có vẻ lịch sự, vui vẻ, nhưng bên trong chưa chắc người ta đã thực lòng quý mến bạn. Vì thế, để lộ điểm yếu của bạn trước mặt những người này chẳng khác nào cho họ một thứ vũ khí để họ chống lại bạn vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi đó, bạn có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Vậy thì chi bằng đem hết bầu tâm sự của mình để trút cho ai đó. Tốt nhất bạn nên tự rèn luyện, khắc phục những điểm yếu của mình để vừa hoàn thiện, nâng cao giá trị bản thân, vừa không để kẻ khác lợi dụng mà hãm hại bạn. 3. Những việc tốt mình đã từng làm. Trong Kinh Thánh có câu: khi làm việc thiện bằng tay phải, đừng cho tay trái biết làm gì. Ngụ ý, nếu ai đó làm việc thiện từ tâm, thì chỉ cần mình biết là đủ, không cần đi khắp nơi rêu rao: tôi làm việc tốt đấy, tôi đã giúp nhiều người đấy. Không những không khiến cho người khác cảm ơn bạn, mà còn thấy bạn là kẻ khoanh hoang, hậm hĩnh và chỉ thích cái danh bề ngoài, mất hết ý nghĩa của việc làm từ thiện. Chính vì vậy, mỗi khi bạn có thể, hãy giúp đỡ người khác và nhanh chóng quên đi việc mình làm. Cuộc đời sẽ trả ơn bạn theo những cách bất ngờ và thú vị hơn đấy. 4. Những dự định và kế hoạch lâu dài của bạn. Các cụ ta thường dạy rằng, nói trước bước không qua. Và điều này quả thật không sai. Thực tế là khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng, khi bạn nói trước quá nhiều về những điều mà bản thân chưa thực hiện, vô hình chung nó sẽ tạo ra những tin đồn và áp lực xung quanh, gây ra ảnh hưởng xấu, khiến bạn có thêm rào cản và khó mà hiện thực hóa được kế hoạch của mình. Đặc biệt, khi bạn vô tình tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh của mình, thì kể như kế hoạch của bạn chưa bắt đầu thì đã có hồi kết rồi. Do đó, hãy áp dụng chiến lược tầm ngầm mà đấm chết voi. Bạn cứ âm thầm chuẩn bị thật tốt dự định của bản thân. Khi nó đã thành công, giới thiệu nó với người khác cũng chưa có muộn mà, đúng không? 5. Những vấn đề trong gia đình của bạn. Người ta có câu: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, để ngụ ý nói gia đình nhà ai cũng có vấn đề cả. Dù là người giàu hay người nghèo, dù gia đình bên ngoài trông hạnh phúc hay bất hạnh,
Thế nên, nếu gia đình bạn không may có những nỗi buồn, những chia ly, tan vỡ hay sự mâu thuẫn nào đó, thì hãy cứ giữ cho riêng mình. Đừng đem kể hết với người này hay người khác làm gì. Chắc chắn, bạn không bao giờ thích một viễn cảnh rằng một ngày nào đó, câu chuyện của gia đình bạn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong khắp thành phố, có đúng không? Nên nhớ, người ngoài nhiều khi chẳng giúp gì được cho bạn. Họ nghe rồi để đấy, hoặc nghe rồi biến nó trở thành câu chuyện làm quà với người khác. Và dù rằng họ nghe rồi có ý tốt, muốn khuyên bạn, cũng chưa chắc họ có thể hiểu thấu và đưa ra cho bạn lời khuyên đúng đắn. Nên tốt nhất hãy dùng lý trí, tình cảm và trải nghiệm của bản thân để tự ứng xử với những rắc rối trong gia đình của mình. 6. Chuyện quá khứ của bạn. Nhà vật lý nổi tiếng thế giới Albert Einstein có một câu nói rất chí lý, đó là hãy học từ quá khứ, sống cho hiện tại và hy vọng về tương lai. Đủ để gói gọn mọi chuyện bạn cần làm để có được hạnh phúc trong cuộc sống. Quá khứ, nếu mà nghĩ tới, thì chỉ nên dùng để chiêm nghiệm và rút ra bài học cho mình, để bản thân không mắc lại những sai lầm đó. Còn quan trọng nhất vẫn là hiện tại sống thế nào để tương lai có hy vọng. Đặc biệt, quan điểm của nhà vật lý người Đức cũng trùng khớp với quan điểm của Phật giáo. Trân trọng hiện tại, hạnh phúc là đây, ngày giây phút này. Chính vì thế, bạn đừng bao giờ băn khoăn về những gì chưa làm được, hay những vấp ngã, sai lầm đã qua, và càng tệ hơn là lại đi tâm sự về nó với những người xung quanh bạn, vì cũng giống như việc tiết lộ điểm yếu, nó có thể khiến bạn mất đi hạnh phúc mình đang có. Trở thành tổ chức bầy đàn lớn mạnh nhất là nhờ sức mạnh chế độ. Đây cũng chính là tiền đề của sự đoàn kết và trung thành của loài sói. Sự phát triển của tập thể đòi hỏi cần phải có sự tuân thủ và phục tùng chế độ một cách tuyệt đối. 8. Mặc dù hành động không nhất thiết mang lại thức ăn cho bầy sói, nhưng nếu không hành động thì chúng sẽ phải đối mặt với nguy cơ đói khát. Vì vậy, chỉ khi hành động, chúng ta mới có thể đạt được lý tưởng và đạt được mục tiêu của mình. Trí tuệ của cáo. 1. Thỏ chết cáo thương, một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Tại sao thỏ chết mà chỉ có cáo tỏ ra thương tiếc? Có thể thấy, cáo biết nhìn xa trông rộng hơn những loài động vật khác. Sở dĩ cáo có thể sống cùng tất cả mọi loài là bởi đứng trước mọi loài, cáo luôn che giấu điểm mạnh của mình và chỉ thể hiện điểm bất lợi, khiến cho mọi loài tin rằng cáo không nguy hiểm đối với chúng, không có thái độ thù.